皆さんおはようございます。今日は第13課の文法を勉強します。 Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi vào ngữ pháp bài số 13. Trong bài này chúng ta sẽ học về mục sau. Mục đầu tiên chúng ta đi học đó chính là 13.1, nói về muốn, mong muốn có một cái gì đó. Chúng ta sẽ có cấu trúc đó là danh từ đi với trợ từ gã, đi với hoshi. Và hoshi đây chính là tính từ đuôi i. Vậy nó cũng sẽ tuân theo với lại các cái tính từ đuôi i khác, đó là đi với phủ định hoshi kunai. Và ở đằng trước này với câu hỏi thì cũng có nani ga hoshi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu lần lượt từng mục một nhé. Trước hết về câu khẳng định, chúng ta có danh từ đi với ga hoshi desu. Hoshi là muốn, muốn có hoặc mong có, case n này này. Thế thì điều này muốn, cái cách sử dụng của nó sẽ nói đến cái ước muốn hoặc là cái ham thích của cái người nói. Ii desu ka? Ví dụ, atsui desu ne. Atsui desu ne. Khi mà chúng ta nóng, chả nani ga hoshi desu ka? Vậy chúng ta muốn có cái gì ạ? Tatoeba ne, natsu ne, mùa hè đúng không ạ? Chúng ta biru ne, ii desu ka? Chả shoshitara ne, biru ga hoshi desu, đúng không ạ? Atsui desu ne, biru ga hoshi desu. Chả, minasan, issho ni yomimashou. Atsui desu ne. Dozo. Mou ichido. Atsui desu ne. Hai, tsugi. Biru ga hoshii desu. Dozo. Hai, với cái tình huống atsui desu, chúng ta còn có thể nói được là gì? Uống nước nữa đúng không ạ? Thay vì biru chúng ta có là gì? Nước là mizu. Vậy chúng ta cũng có thể nói thay từ biru này bằng từ mizu. Vậy là gì? Dozo. Atsui desu ne. Dozo. Mochido. Mizu. Mochido. Mizu. Ii desu ka? Ja, mochido nenshu shimasu. これは? どうぞ。ちょ、濃くない? どうぞ。あ、はい、暑いですね。暑いですね。ビールが欲しいです。はい。với nước à? Tôi muốn có cốc nước chẳng hạn, tách nước chẳng hạn này. ビールが欲しいです。はい。Tiếp nữa, bây giờ chúng ta sẽ nói thêm vì trời nóng đi. Bây giờ chúng ta sẽ nói là vì trời nóng này, đi làm cốc bia hay là muốn có cốc bia này. Vậy chúng ta sẽ nói là gì? Vì ở bài số 9 chúng ta học đó là gì? À, hãy kara. Vậy là gì? Atsui desu kara. Biru ga hoshii desu. Minasan dozo. Atsui desu kara. Hãy biru ga hoshii desu. もう一度。はい。もう一度。暑いんですから、ビールが欲しいです。どうぞ。はい。続けます。彼、一人ですね。もう、みんな、先輩が電話。一人で日本へ来ました。Có nghĩa là gì ạ? Hitori de, một mình. Đến Nihon, Nhật. Hãy, chúng ta cùng đọc nhé. Hitori de Nihon e kimashita. Hãy, mỗi chữ đó. Hitori de Nihon e kimashita. Dạ, Hitori Nihon e kimashita là đồ desu ka? Vậy thì sao ạ? Có vui không? Tanoshiku nai ne. Hãy, vậy là gì? とても寂しいです。どうぞ。
とても寂しいです。Rất là buồn sợ. À, vậy thì buồn như vậy thì muốn gì? Muốn gì ạ? Tomodachi ga hoshii desu. いいですか、皆さん。じゃあ、一緒に読みましょう。一人で日本へ来ました。とても寂しいです。どうぞ。もう一度ね、一人で日本へ来ました。どうぞ。とても寂しいです。どうぞ。私は友達が欲しいです。もちろん、私は友達が欲しいです。はい。今ね、皆さん、例えば、ルベクバ、ルガン、一人でハノイへ来ました。một mình các bạn đến lên Hà Nội hoặc là mỗi một mình các bạn lên Hoàng Hưng như không có xem tại đây sẵn nè. Hay, dạ, vậy chúng ta sẽ nói được câu là gì? Quá, ta, xin vạ, hay, gì nữa ạ? So desu, watashi wa tomodachi ga hoshii desu. いいですか、皆さん? Dạ, mỗi chi đồ dèm bự nhóm mình mà show, chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa nhá. 一人で日本へ来ました。とても寂しいです。はい。私は友達が欲しいです。どうぞ。はい。bây giờ chúng ta thay cái từ này là 日本này bằng 黄昏日本語センター。どうぞ。もう一度ね、一人で、黄昏日本語センターへ来ました。とても寂しいです。はい。私は、友達が欲しいです。はい。ありがとうございます。じゃあ練習しましょう。Tớ một mình tới Nhật rất buồn. Các bạn dịch sang đi ạ.Tôi muốn có bạn, đồ dỗ. Hãy. Dạ, chỉ giữ cái mắt sửa nè. Ê, hãy. Nani ga hoshii desu ka? Muốn có cái gì ạ? Hê, kore, uchi. Hãy, vậy chúng ta đặt được câu là gì? Tôi muốn có cái căn nhà. Vậy là gì? Đồ dỗ. So, desu ne. Uchi ga?欲しいです。じゃあ、皆さん、うちが欲しいです。はい。cái nhà, bây giờ, thì nếu muốn, bây giờ chúng ta muốn nói là, muốn có cái nhà đẹp, nhà đẹp thì sẽ là gì ạ? きれいな、うちが欲しいです。một căn nhà to. To là gì? 大きい, vậy là gì?